Chào các bạn nha. Các bạn thấy không, mới giật gió xong nè. Đấy, mới giật gió xong cái ra điệu liền. Có cái khăn tròn tận dụng liền các bạn ha. Đấy. Thì giờ mùa mùa lạnh nè, các bạn ở miền Trung, miền Bắc thì chắc sẽ lạnh hơn ở trong Nam mình rất là nhiều. Thì đó, các bạn chúng ta giữ ấm cổ các bạn ha. Giữ ấm cổ rồi cơ thể tay chân này kia, đi đường nên bao tay. Rồi chân thì được đi đường xa thì các bạn nên mang giày các bạn ha. Đó, thì chúng ta sẽ tránh được trúng gió các bạn nha. Thì các bạn giữ ấm đi, tối ngủ chúng ta ngủ nên giữ ấm cơ thể, lót những cái mền, chúng ta lót một góc đủ cái lưng chúng ta này. Mình thường ngủ ví dụ mà tận dụng cái mền đó, mình làm cái đồ lót lưng luôn, mình lót đủ cái phần lưng của mình ha, còn cái phần còn lại mình quấn cái người mình, thì đó thì rất là ok, rất là ấm. Chúng ta có lỡ hay lăn thì chúng ta cũng khó lăn ra được các bạn ha. Đấy, đấy là cái cách mà mình thường hay làm. Đấy. Rồi, các bạn nên uống nước nhiều trong cái thời điểm mùa khô lạnh các bạn ha, hoặc là chúng ta tập thể thao thể lực gì đó thì chúng ta nên uống nước, uống nước đều là. Thì trước mình có nói rồi các bạn ha, thì 10 kg trên 400 ml nước. Thì tất nhiên là không phải là cái áp dụng cứng nhắc như vậy các bạn ha, thì tùy theo các bạn như luyện tập đổ mồ hôi thì chúng ta uống nó phải nhiều hơn rồi. Rồi đó, rồi những bạn mà chúng ta ít vận động thì chúng ta nếu mà ăn rau củ quả trong ngày, canh rau này kia nhiều thì chúng ta uống ít lại xíu không sao, ít thôi đừng ít quá các bạn ha. Cảm thấy mà cái lưỡi chúng ta đánh đặt lên cái núm hàm trên đó mà nó hơi khô khô hoặc là nó hơi có hột có hẹp vướng vướng á, thì chúng ta biết là chúng ta đang thiếu nước thì chúng ta nên uống. Và cái cổ họng chúng ta nó hơi hơi rát hơi thì tất nhiên là trong cơ thể các bạn phải biết rành hơn mình rồi ha. Thì đó, thì chúng ta nên uống nước đầy đủ hơn các bạn ha. Rồi các bạn thời điểm này chúng ta nên tránh uống những cái nước ngọt có ga nhiều quá các bạn ha. Bia rượu thuốc lá nó cũng làm khô họng các bạn ha, dễ bị cảm. Các bạn mà hút thuốc lá nhiều thì chúng ta dễ bị cảm các bạn nha, cái hệ miễn dịch sức đề kháng nó cũng kém hơn người bình thường. Rồi mình chia sẻ đôi nét thôi, thì cũng sức khỏe thì tất nhiên các bạn phải rành hơn mình ha. Các bạn bản thân chúng ta thì ai ai cũng phải hiểu rõ hơn, bản thân chúng ta thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn người khác, thì cái đó là điều chắc chắn rồi. Mình thì chỉ gợi ý thôi, gợi ý những cái kinh nghiệm nhỏ thôi. Rồi chúc các bạn nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Rồi chào tạm biệt các bạn, bye bye.